Chán mấy anh thiệt chứ, cái máy người ta đẹp cỡ này nè, mà bây giờ mấy anh làm kiểu này á, sao không coi được. Đây, ông nào ông dán màn hình máy của người ta mà mấy ông này, mấy anh chị thấy không? Mấy ông lấy lưỡi lam hay là cái gì mà ông rạch lên nè, đó, nó làm màn hình người ta đã trầy xước hết luôn. Đó, hai bên luôn nè. Đó, trời ơi, mấy ông làm ăn kiểu này thua rồi. Cái đồ mấy ông quý lắm, mà cái đồ người ta mấy ông làm kiểu đó là sao được. Em nói rồi, mấy cái MacBook bây giờ nó đã có màn hình, đó, nó đã có miếng dán rồi nè, vừa khuôn luôn, mình lột ra mình dán vào thôi. Chứ làm cái gì mà mấy anh dán vô mấy anh lấy làm mấy rập chi vậy, mà em nói rồi, cho dù mấy anh không có những cái miếng dán mà của nó đó ha, sản xuất dành riêng cho nó thì mấy anh cũng phải đo rồi mấy anh cắt ở ngoài rồi mấy anh mới dán vô trong đây. Chứ bây giờ một cái màn hình người ta mấy anh nghĩ đi, cái máy người ta đẹp cỡ này nè, mua mới luôn đó, dán là người ta kỹ cỡ này, dán full nó rồi mấy anh dán màn hình mấy anh lấy lưu lam mấy anh rập của này chết rồi, mấy anh đồ người ta mấy anh hành xử cái này sao được. Còn như em nói á, laptop á, thì nó cũng đã có những cái miếng dán này đó, bên em Cường nè, laptop á, thì cái chuẩn này là 16.9, mình cũng nhập về sẵn hết, anh chị nào yêu cầu là em dán luôn liền. Cái này là lúc trước khách hàng mua ở đâu á, không phải mua bên em, rồi bây giờ họ ra họ đổi máy nè, em lột cái màn hình ra thì mới tá hỏa luôn đó, nhìn cái màn hình mà tức cái lồng ngực luôn á, cầm cái máy vô là cạn lời luôn, bó tay không biết nói sao.